Cập nhật đến 11 giờ trưa ngày 23 tháng 9, từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tâm áp thấp nhiệt đới đã ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Phú Yên khoảng 230 km, cách bờ biển Bình Định khoảng 210 km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 400 km. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 22 giờ đêm nay, ngày 23 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Định, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Trong sáng ngày 23 tháng 9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sắp mạnh lên thành bão số 6. Ngay sau cuộc họp sáng ngày 23 tháng 9, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện hỏa tốc số 12, gửi Ban Chỉ huy của các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các tỉnh khu vực Tây Nguyên, cùng chính bộ có liên quan đề nghị triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão này. Theo đó, đối với tuyến biển, đề nghị theo dõi chặt chẽ, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vị tuyến 11,5 đến 17 và phía tây kinh tuyến 117,5.